Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới được về cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Trước màn hình quý vị và các bạn đây sẽ là một mẫu xe, đó là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, biển 30E78288. Đây là một mẫu xe 5 chỗ thương hiệu của Mỹ anh em nhé. Hiện tại thì bên mình đang chào bán chiếc xe này với giá tiền là 102 triệu đồng. Vâng, chỉ với 102 triệu đồng anh em đã có một chiếc Chevrolet Spark đời 2009 biển Hà Nội này. Đây là một mẫu xe rất là chất lượng, 5 chỗ ngồi. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội anh em nhé. Thì chiếc này thì nó chỉ chạy dịch vụ thương quyền thôi. Ý là người ta mua về người ta chạy dịch vụ ở nhà đấy, và không đóng vào công ty anh em nhé. Sơn si của chiếc xe thì anh em không phải làm một cái gì cả. Đăng kiểm dài đến tháng 5 năm 2020. 4 lốp thì mới thay anh em nhé. Bốn lốp mới thay, đăng kiểm dài. Giá tiền chỉ có 102 triệu đồng thôi. Đấy, sơn si màu trắng rất là đẹp. Anh em nhìn thấy sơn si của chiếc xe rất là ok anh em nhé. Biển Hà Nội. Hiếm khi anh em mới mua được một chiếc xe Chevrolet Spark mà đời 2009 mà còn đẹp như thế này anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy cụm đèn phanh của chiếc xe này rất là đều nhau. Bốn lốp của chiếc xe khá là mới anh em nhé. Đấy, bốn lốp mới cả dàn luôn anh em nhé. Gầm bệ rất là chắc chắn này. Kích kiếc lốp dự phòng của chiếc xe đây anh em còn nguyên. Anh em nhìn thấy đèn phanh, đèn pha, đèn lùi của chiếc xe này rất là ok. Sơn si rất là đẹp. Đấy, dầu anten của chiếc xe vẫn còn nguyên nhé. Hiếm khi mà kiếm được một chiếc xe Spark mà còn đẹp như thế này. Hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này với giá tiền là 102 triệu đồng. Xin lỗi quý vị và các bạn, chỉ với 102 triệu đồng thôi anh em đã có một chiếc Chevrolet Spark 5 chỗ ngồi. Đấy, ốc cánh cửa còn zin này. Nội thất da nguyên bản. Một chiếc xe khá là chất lượng cho quý vị và các bạn. Nội thất da bọc mới tinh anh em nhé. Đấy, rất là đẹp, sáng. Trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ này. Táp lô táp ly cánh cửa rất là đẹp. Mặt ban thờ đây, mặt táp lô. Đấy, xe có khóa khiển theo xe anh em nhé. Xe được trang bị một chiếc đài nguyên bản. Đấy, điều hòa rất là mát, máy gầm rất là chất anh em nhé.
Xe đã được gắn vào cái màn hình trên gương, cam lùi, cam hành trình đều ở trên đây hết anh em nhé. Đấy, đây là cam lùi, rất là tiện ích. Đây là cam hành trình anh em nhé, rất là chất lượng cho quý vị và các bạn. Điều hòa dòng này thì rất là mát anh em ạ. Xe không báo lỗi một cái gì cả anh em ạ. Anh em nhìn thấy cái bô lăng đây, còn giữ được độ sần của chiếc xe này, rất là ok đúng không ạ. Bốn cánh cửa lên xuống rất là đều đặn. Đấy, gạt mưa phun nước của chiếc xe hoạt động rất là bình thường, kính rất là nét anh em nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy của chiếc xe này để xem được chất lượng của chiếc xe này xem nó như thế nào về máy móc, tất cả mọi thứ của chiếc xe anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy đèn đóm của chiếc xe rất là sáng bóng này, hoạt động rất bình thường. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe này, máy móc nổ rất là êm anh em. Đây là một dòng 3 máy rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy chỉ tầm 5 lít trên 100 cây, cả điều hòa anh em nhé. Đấy, rất là ok. Đấy, anh em nhìn thấy máy móc của chiếc xe rất là ok. Thì vừa rồi em Tuấn Anh Hải Phòng giới thiệu cho tất cả anh em về một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009 biển 30E78288. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán giá tiền là 102 triệu đồng. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.